Tiếp tục chuyển động 24 giờ, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Việt Hà. Hà Nội ngày hôm nay thì tôi thấy nóng hơn rồi. Diễn biến thời tiết ngày mai sẽ như thế nào ạ? Dạ vâng, ở Hà Nội thì mưa giảm, trời nắng nhiều hơn. Ngày mai thì thời tiết sẽ nóng tương đương với ngày hôm nay ạ. Và dự báo là đêm nay và sáng ngày mai thì trời khá mát với nhiệt độ trong khoảng 27 đến 28 độ C. Thế nhưng mà đến trưa mai thì nhiệt độ có thể tăng lên cao nhất là 34 độ C. Cộng với độ ẩm trong không khí cao trên 60%, quý vị sẽ cảm thấy nóng oi. Thời tiết như thế này thì quý vị nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng quên uống nước để tránh bị mất nước và cảm giác mệt mỏi do việc mất nước. Hãy ăn uống cân đối, tránh thức ăn nhanh và các thức uống có ga. Đồng thời mở cửa sổ vào buổi sáng hoặc là tối muộn để có thể lưu thông không khí mát mẻ vào trong nhà. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo tối và đêm nay trời khá mát do là có mưa. Nhiệt độ thấp nhất buổi đêm nay tại khu vực trung tâm thành phố, phía Củ Chi, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức vào khoảng là 27 độ C. Còn với huyện Cần Giờ và phía Nam Nhà Bè thì cũng chung mức nhiệt 27 độ C. Thế nhưng mà có thêm cả gió biển thổi cấp 2, cấp 3 nên cảm giác thoáng đãng hơn. Còn bây giờ thì xin mời tiếp tục các tin tức khác của chuyển động 24 giờ.